Chẳng bao giờ có chuyện không tu hành mà muốn thành Phật. Vô minh tức là không hiểu biết. Căn bản của vô minh là ái dục. Quý vị chớ nghĩ rằng mình gặp cảnh giới gì rồi cho rằng đó là tốt. Có cảnh giới nhưng quý vị không nhận biết nó rõ ràng thì sẽ rước ma vào đấy. Bất luận là quý vị thấy việc gì, đừng nên bị cảnh ấy lay chuyển, đừng nên chạy theo cảnh giới ấy. Phải làm sao? Phải xem nó như không. Gặp cảnh giới và không gặp cảnh giới, tâm quý vị đều phải như nhau, không vui mừng và cũng không ghét bỏ. Đa số người đời chỉ ăn rồi chờ chết, lãng phí thời giờ. Ai cũng vậy, sáng sớm ngủ dậy là bận rộn này nọ cho tới tối, rồi lên giường ngủ. Đâu cũng chỉ vì 3 miếng cơm mà bôn ba. Nếu sống như cục thịt biết đi, chẳng có chút giá trị ý nghĩa gì, thì sống và chết có gì khác biệt. Bởi do con người có tâm sân nên mới có hỏa tai, nạn cháy. Có tâm tham nên mới có thủy tai, nạn lũ lụt. Có tâm si thì mới có phong tai, nạn gió bão. 3 tai nạn này vốn do 3 độc tham sân si mà ra. Chúng ta ai cũng có đủ 3 độc trong tâm. Nếu tâm ấy một ngày một lớn mạnh thì tới một lúc nào đó nó sẽ tạo thành đại tai nạn. Bên ngoài có máy vi tính computer, bên trong tự tánh chúng ta cũng có máy vi tính gọi là thần não, thánh não hay Phật não, cũng tức là đại trí tuệ. Tuy khoa học tiến bộ, song phương hướng của nó là hướng ngoại, nên càng truy tìm chân lý thì càng xa rời chân lý. Các vị khoa học gia chỉ dụng công ở ngoài da, do vậy dường như có điều sở đắc, nhưng kỳ thật thì đã quên mất trí huệ bổn hữu vốn có của họ. Do đó là bỏ gốc theo ngọn. Lúc tu đạo không cần mình phải dùng sức mạnh để đối phó với chướng ngại. Nếu quý vị chân thành thì tự nhiên mọi chuyện sẽ giải quyết êm đẹp. Không thể tu pháp xuất thế, lại chẳng chịu buông bỏ pháp thế gian. 2 chân bước lên 2 chiếc thuyền. Một thuyền đi dân Bắc, một thuyền đi dân Nam. Đó là chuyện không thể làm được. Nếu muốn tiêu trừ cái độc trong thế giới thì mọi người phải ăn chay không ăn thịt. Cái chấp trước đó không phải nói rằng tôi không chấp trước, lúc mà không có việc gì xảy ra là được. Đây là xem coi lúc có việc cảnh giới tới thì quý vị sẽ ra sao. Lúc không có việc gì, quý vị không có phiền não thì đó chưa phải là thiệt. Phải chờ đến lúc cảnh giới tới, nếu quý vị nhận thức được nó thì đó mới là đáng kể. Người học Phật chúng ta cần thiết phải thâm nhập kinh tạng thì mới có trí huệ rộng lớn như biển. Không thâm nhập kinh tạng thì trí huệ không sao rộng lớn như biển. Không thâm nhập kinh tạng thì cái gì sẽ như biển. Phiền não của quý vị sẽ rộng như biển, chấp trước của quý vị cũng sẽ sâu như biển, tà kiến của quý vị đầy như biển. Do đó việc đọc tụng kinh điển Đại Thừa thật trọng yếu vô cùng. Người xưa nói vạn ác dâm đứng đầu, đó là đường chết không thể đi. Quý vị làm chuyện dâm dục thì cũng như đi vào đường chết. Đừng cho việc thiện nhỏ mà không làm, đừng cho việc ác nhỏ mà làm. Việc tốt dù nhỏ đến đâu mình cũng phải làm. Việc xấu tuy là nhỏ song mình chớ làm nó. Tu hành thì phải nhẫn khổ, không tranh, không tham, không truy cầu, không ích kỷ, không tự lợi, không nói dối. Đó là việc vốn rất dễ làm, và chẳng ai cưỡng bách quý vị làm cả. Nhưng bởi vì quý vị không chịu làm nên nghịch cảnh mới tới. Nghịch cảnh đó là việc tranh giành, việc tham lam truy cầu, ích kỷ, tư lợi, dối trá. Từ đó mới có tai nạn ngang ngược. Khi gặp nghịch cảnh thì quý vị chịu không nổi. Vậy khi quý vị dối trá, sao quý vị chẳng cảm giác là chịu không nổi chứ? Giới tức là cử tâm động niệm. Quý vị không được khởi sinh niệm xấu ác nào. Định tức là thành tích của sự tu giới. Nếu quý vị trì giới thì lâu dần sẽ có định lực. Định lực tiếng Phạn gọi là samadhi hay tam muội, nghĩa là chánh định hay chánh thọ. Chánh định thì khác với tà định, chánh thọ thì cũng khác với tà thọ. Chánh định, chánh thọ thì mới hợp với chánh pháp, còn tà định và tà thọ thì không phù hợp với chánh pháp. Do đó, do định phát huệ, có trí huệ, mình mới nhận thức được Phật Pháp. Nhận thức được Phật Pháp rồi thì mới có thể thành Phật. Do vậy tu giới định tuệ là điều kiện tối căn bản để thành Phật. Vì sao thế giới này càng ngày càng tệ hại? Bởi vì người ta ai cũng tranh. Đây bao gồm tranh danh, tranh lợi, tranh quyền hành, tranh địa vị, nghiêm trọng nhất là tranh sắc. Quý vị xem, chư vị đại đức cao tăng từ ngàn xưa đều từ trong khổ hạnh mà tu hành đắc đạo. Quý vị đọc hết bộ Đại Tạng cũng tìm không ra một vị nào do hưởng thụ hay lợi dưỡng mà khai ngộ cả. Nếu quý vị có thể thanh tịnh tam nghiệp thân khẩu ý thì niệm Phật giống như bỏ viên ngọc làm lắng vùng vào trong nước đục. Nước đục không thể nào chẳng lắng trong. Nhưng khi tím niệm Phật vào tâm loạn thì tâm ấy vốn đầy dẫy vọng niệm cũng sẽ từ từ theo tiếng niệm Phật mà biến hóa thành duy nhất một tiếng niệm Phật. Đối với ma, quý vị không nên có tâm xem nó là thù địch, mà phải xem nó là vị thiện tri thức giúp quý vị tu hành. Học Phật thì phải đem chân tâm ra mà học. Nhất cử nhất động, mỗi lời nói việc làm đều phải theo hướng về điều chân thật. Nhiều đời nhiều kiếp mình tạo nghiệp khác nhau nên vọng tưởng cũng không giống nhau. Nghiệp nặng thì vọng tưởng nhiều, nghiệp nhẹ thì vọng tưởng ít. Đó là tỷ lệ giữa nghiệp và vọng tưởng. Trong chùa mình phải tiết kiệm tất cả mọi thứ, rằng thương tiếc vật của thường trụ chùa như bảo vệ con mắt mình. Không yêu không ghét là trung đạo. Tu đạo là tu cái gì? Chính là tu trung đạo. Đối với ai mình cũng đối xử bình đẳng, từ bi, rộng lượng. Nhưng quý vị phải cẩn thận trong hành động, đừng để lọt vào lưới tình rọ ái. Nơi tâm của mình thì kẻ khác hiện diện tha tại, mà không phải là mình hiện diện tự tại. Vì kẻ khác ở nên dù mình có tại đó nhưng tâm mình không ở tại đó. Người tu phải làm sao khôi phục trở lại cái không, nghĩa là mình phải phản bổn hoàn nguyên để viên mãn bản tánh, là đại quang minh tạng, là trí huệ tròn đầy như kính, đại viên kỉnh trí, không có gì thiếu sót. Thế nào là động đất? Tức là sự phát động của lòng dục vọng. Không động đất tức là niết bàn. Có người nói tâm tôi già rồi, mà không biết tâm này là tâm sanh ra do sự tương giao của căn giác quan với trần cảnh bên ngoài, chứ không phải là cái chân tâm thường trụ viên minh tịch chiếu. Nếu quý vị thật sự thương yêu chúng sanh, bỏ mình giúp người, thì dù có tuổi tác cao niên tới đâu cũng biến thành trẻ trung vui tươi.